A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tải ngay về danh Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toàn lớp 7 Bộ sách cánh diều tập 1 Trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chương 2 số thực Bài 7 Đại lượng tỷ lệ thuận Nào chúng ta sẽ quan sát cho cô vào phần đầu tiên Một la mã khái niệm Cô có hoạt động số 1. Một, một xe ô tô di chuyển với vận tốc không đổi là 60 km h Cô gọi S tính theo đơn vị km là quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian T. Đơn vị sẽ là giờ. Khi đó công thức tính quãng đường S trong khoảng thời gian T sẽ là S bằng 60T. Đề bài yêu cầu còn hãy thay mỗi dấu hỏi chấm trong bảng sau bằng số thích hợp Bảng của cô thì sẽ có hai hàng này. Hàng thứ nhất là T, thời gian tính theo đơn vị là giờ. Hàng thứ hai là S là quãng đường tính theo đơn vị là km. À có nghĩa là nếu như T bằng 1 thì chúng mình sẽ có S bằng bao nhiêu? Đúng không ạ? Ở đây con thấy rằng nếu T bằng 1, con thay vào đây S sẽ bằng 60 x 1 bằng 60. Tương tự như vậy, nếu như T bằng 1,5, cô sẽ có S bằng 60 nhân 1,5 bằng 90. Nếu T bằng 2, quãng đường sẽ bằng 60 x 2 bằng 120. Và cuối cùng là nếu như T bằng 3, thì quãng đường cô tính được là 60 x 3 bằng 180. Đúng chưa nhỉ? Khi đó thì con sẽ có phần kiến thức trọng tâm cho cô như sau. Nếu như đại lượng Y liên hệ với đại lượng x theo công thức y bằng kx. Với k là một hằng số khác không, thì chúng mình sẽ nói rằng y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k. Lưu ý này, nếu như y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k, thì x sẽ tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là 1 trên k. Và chúng mình nói rằng x và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau. Đấy chứ ạ? Từ đó chúng ta sẽ thực hiện cho cô ví dụ số 1 nào. Cho biết hai đại lượng đã cho trong mỗi trường hợp sau có là hai đại lượng tỷ lệ thuận hay không? Và nếu có, hãy xác định cho cô hệ số tỷ lệ đó. A nhỏ, chu vi C và độ dài cạnh A của một hình vuông. B nhỏ, diện tích S và độ dài cạnh A của một hình vuông. À, đầu tiên chúng mình cùng nhớ lại cho cô công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông nào. Để tính chu vi của một hình vuông cạnh A thì chúng ta sẽ lấy độ dài đó chính là A nhân với nhân với 4 đúng không nhỉ? Như vậy ở A cô sẽ có C bằng 4A. Và bởi vì C bằng 4A, vậy nên là chu vi C của hình vuông có tỷ lệ thuận với độ dài cạnh A của hình vuông đó theo hệ số tỷ lệ là là 4, đúng chưa? Còn ý B thì sao nhỉ? Diện tích S, độ dài cạnh A của một hình vuông sẽ được tính bởi công thức là S bằng A mũ 2. Vậy cho nên là diện tích S của một hình vuông không tỷ lệ thuận với độ dài cạnh A của hình vuông đó. Được chưa nhỉ? Rồi ví dụ số 2 nào. Đề bài cho biết x y là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau và khi x bằng 5 thì y sẽ bằng 18. Ý A nhỏ, hãy tìm cho cô hệ số tỷ lệ của y đối với x. Ý B, viết công thức tính y theo x. Nào với ý A đầu tiên thì cô sẽ gọi K chính là hệ số tỷ lệ của y đối với x. Đúng không ạ? Chúng mình có công thức là gì đây ạ? Nào các bạn nhắc lại cho cô nào. Nếu như đại lượng Y liên hệ với đại lượng X, theo công thức Y bằng KX, với K là một hằng số khác không, thì ta nói Y tỷ lệ thuận với X theo hệ số tỷ lệ K, đúng không nào? Như vậy ở đây cô gọi K là hệ số tỷ lệ của Y đối với X, khi đó chúng mình sẽ có Y bằng KX. Đề bài lại cho là khi X bằng 5 thì Y sẽ bằng 18, Vậy cho nên là chúng ta sẽ thay được 18 bằng k nhân nhân 5, đúng không? Chúng mình sẽ thay x bằng 5 vào đây và y bằng 18 vào đây. Đúng chưa nào? Từ đó cô rút ra được k sẽ bằng 18 chia 5 và bằng 3,6. Như vậy, hệ số tỷ lệ của y đối với x chính là k bằng 3,6, rồi từ đó chúng mình sẽ viết được cho cô công thức tính y theo x. y bằng kx, k bằng 3,6. Vậy nên y sẽ bằng 3,6x. Được chưa nhỉ? Rồi con chuyển cho cô sang phần 2 là mã là tính chất. Chúng mình có gì đây ạ? Nếu như hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau thì Thứ nhất là tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. Thứ hai là tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này sẽ bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Được chưa nhỉ? Ta ghi nhớ cho cô nhé. Và chúng mình sẽ chú ý này. Giả sử y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k với mỗi giá trị x1, x2, x3 vân vân các không của x thì ta sẽ có một giá trị tương ứng y1, y2, y3 của y. Khi đó, y1 trên x1 sẽ bằng y2 trên x2 bằng y3 trên x3 bằng vân vân và bằng hệ số k. Đấy chưa ạ? Tương tự thứ hai chúng mình sẽ có là x1 trên x2 bằng y1 trên y2 hoặc x1 trên x3 bằng I1 trên I3 và vân vân. Từ đó chúng ta sẽ thực hiện cho cô ví dụ số 3 nào. Cô cho biết M tỷ lệ thuận với V theo hệ số tỷ lệ là 7,8. Ý A nhỏ, hãy tìm số thích hợp cho dấu hỏi chấm. À cô có bảng như sau. Bảng của cô sẽ bao gồm hai hàng. Hàng thứ nhất là V và hàng thứ hai là M. Nếu như V bằng âm 1 thì M sẽ bằng bao nhiêu? Tương tự nếu V bằng âm 1,2 thì M sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy đầu tiên chúng mình sẽ phải tìm được xem là chúng mình sẽ tìm cho cô gì đây ạ? Công thức tính M theo theo V đúng không? Đề bài thì cho biết M tỷ lệ thuận với V theo hệ số tỷ lệ là 7, Vậy cho nên cô sẽ có M bằng 7,8V. Từ đó chúng mình sẽ tính được nếu như V bằng âm 1, cô sẽ có M bằng 7,8 nhân âm 1 là bằng âm 7,8. Tương tự nếu như V bằng âm 1 phần 2, thì M sẽ bằng âm 3,9. Nếu V bằng 5 phần 39, M bằng 1 nếu V bằng âm 2, M sẽ bằng âm 15,6. Nếu V bằng 31 phần 13, cô có M bằng 18,6. Và cuối cùng là nếu V bằng 47 phần 156, thì cô sẽ có là M bằng 2,35. Được chưa ạ? Đó là ý A. Ý B nào? Hãy tìm cho cô giá trị của V khi mà m bằng âm 18. À ở ya thì cô đã có là gì đây ạ? m tỷ lệ thuận với v theo hệ số tỷ lệ là 7,8 đúng không ạ? Nên ngược lại cô sẽ có v tỷ lệ thuận với m theo hệ số tỷ lệ là 1/7,8 hay nói cách khác là bằng 5/39. Từ đó cô sẽ viết được v bằng 5/39m. Khi mà m bằng âm 18 thì cô sẽ có là v bằng 5 phần 39 nhân âm 18 và bằng âm 30 phần 13. Được chưa nhỉ? Đó là ví dụ số 3. Rồi tiếp tục cô có ví dụ số 4 nào. Đề bài của ví dụ số 4 như sau. Trung bình cứ 50 lít nước biển thì sẽ chứa 1,75 kg muối Hỏi trung bình 420 ml nước biển chứa bao nhiêu kg muối? À, cô xin lỗi, chứa bao nhiêu gam muối? À, các bạn chú ý này, đề bài cho là 50 lít nước biển chứa 1,75 kg muối, nhưng lại hỏi 420 ml nước biển thì chứa bao nhiêu gam muối? Ở đây con thấy rằng đơn vị chưa đồng nhất, đúng không ạ? Như vậy đầu tiên chúng mình sẽ phải đổi cho cô đơn vị từ lít sang ml và đơn vị từ kg sang gam Cô có 50 lít bằng 50.000 ml và 1,75 kg sẽ bằng 1.750 g. Khi đó chúng ta sẽ có Các bạn sẽ gọi cho cô khối lượng muối có trong 420 ml nước biển sẽ là x đơn vị của chúng ta sẽ tính theo gam nhé. Bởi vì khối lượng muối có trong nước biển thì tỷ lệ thuận với thể tích của nước biển. Vậy nên là cô sẽ có x trên 420 bằng 1 trên 50.000. Rút gọn sẽ bằng 0,035. Từ đó cô suy ra được x sẽ bằng 0,035 nhân 420 và bằng 14,7 gram. À vậy chúng mình sẽ kết luận được cho cô. Trung bình 420 ml nước biển thì sẽ chứa 14,7 gram muối. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang phần bài tập trong tiết học ngày hôm nay. Bài số 1. Cô có đề bài của bài tập số 1 như sau. Cho biết y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là âm 2. Z tỷ lệ thuận với Y theo hệ số tỷ lệ là âm 3. T tỷ lệ thuận với Z theo hệ số tỷ lệ là 4. Chứng minh rằng T tỷ lệ thuận với X và tìm hệ số tỷ lệ đó. À, đầu tiên đề bài cho gì đấy ạ? Y tỷ lệ thuận với X theo hệ số tỷ lệ là âm 2. Đúng không? Vậy nên thì cô sẽ có Y bằng âm 2X. Z tỷ lệ thuận với Y theo hệ số tỷ lệ là âm 3, nên Z sẽ bằng âm 3Y. Và cuối cùng là T tỷ lệ thuận với Z theo hệ số tỷ lệ là 4. Vậy nên là T sẽ bằng 4Z. Đúng chưa nào? Đầu tiên chúng ta sẽ viết cho cô được ba cái đó trước nhé. Rồi tiếp đến từ đó cô sẽ suy ra T bằng 4Z. À Z thì lại bằng âm 3Y. Vậy nên cô sẽ thay T bằng 4 nhân âm 3Y. Tiếp tục y lại bằng âm 2x. Đến đây con sẽ thay y bằng âm 2x cho cô này. 4 con giữ nguyên này. Nhân với âm 3 con giữ nguyên. Và nhân với y chúng mình thay bằng âm 2x. Rồi khi đó 4 x âm 3 x âm 2 là bằng 24. Và x thì con sẽ giữ nguyên. Vậy t bằng 24x. À, điều đó chứng tỏ rằng t tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là 24. Được chưa nhỉ? Rồi, bài số 2. Cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau. Với mỗi giá trị x1, x2 của x thì ta sẽ có một giá trị tương ứng y1, y2 của y. Ý A nhỏ, hãy tìm x1, biết rằng x2 bằng 2, y1 bằng âm 7 phần 6 và y2 bằng âm 1 phần 2 à các bạn nhớ lại cho cô đã. nếu như y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k với mỗi giá trị x1, x2, x3 khác không của x ta có một giá trị tương ứng y1, y2, y3 khác không của y khi đó thì chúng mình sẽ có gì đây ạ x1 trên x2 bằng y1 trên y2 bằng hoặc là x1 trên x3 bằng y1 trên y3 và vân vân. Đúng ạ? Như vậy với bài tập này thì cô sẽ có Vì xy là hai đại lượng tỷ lệ thuận, vậy nên x1 trên x2 sẽ bằng y1 trên y2. À đến đây con sẽ thay số cho cô này. Đề bài cho x2 bằng 2 rồi. Y1 thì bằng âm 7 phần 6, còn Y2 bằng âm 1 phần 2. Chúng mình có thể viết rằng x1 trên 2 bằng âm 7 phần 6 trên âm 1 phần 2. Rút gọn thì cô sẽ có là bằng 7 phần 3. Từ đó cô suy ra được x1 sẽ bằng 7 phần 3 nhân 2 và bằng 14 phần 3. Được chưa nhỉ? Đó là ý A ý B nào. Đề bài yêu cầu con hãy tìm x1 và y1. Biết rằng x1 trừ y1 bằng 2, x2 bằng âm 4 và y2 bằng 3. À, tương tự như A thì cô cũng sẽ có bởi vì xy là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Nên x1 trên x2 bằng y1 trên y2. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì ta sẽ có là x1 trên x2 bằng y1 trên y2 bằng x1 trừ y1 trên x2 trừ y2. Đến đây con sẽ thay số cho cô này. x1 trừ y1 thì đề bài đã cho là bằng 2. x2 thì bằng âm 4, y2 bằng 3. Vậy nên x2 trừ y2 sẽ bằng âm 4 trừ 3 và bằng âm 2 phần 7. Được chưa nhỉ? Từ đó cô suy ra được x1 sẽ bằng âm 2 phần 7 nhân x2, tức là nhân với âm 4 và bằng 8 phần 7. Tương tự như vậy, y1 sẽ bằng âm 2 phần 7 nhân y2, có nghĩa là nhân với 3, thì cô sẽ được kết quả bằng âm 6 phần 7. Rồi vậy chúng mình kết luận cho cô. x1 bằng 8 phần 7 và y1 sẽ bằng âm 6 phần 7. Rồi con chuyển cho cô sang bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay nào. Bài số 3. Bác Lan làm nước mơ theo tỷ lệ. Cứ 4kg mơ thì cần 1,5kg đường. Bác Lan ước tính cần có nhiều nhất 3,5kg đường để ngâm 10,8kg mơ theo tỷ lệ trên. Bác Lan ước tính như vậy đúng hay sai và vì sao? À, vậy với bài tập này thì chúng mình sẽ phải tính được xem là khối lượng đường mà bác Lan cần dùng để ngâm 10,8 kg mơ theo tỷ lệ đã cho là bao nhiêu. Đúng không nhỉ? Rồi chúng ta sẽ gọi cho cô. X theo đơn vị là kg chính là khối lượng đường mà bác Lan cần dùng để ngâm 10,8 kg mơ theo tỷ lệ đã cho. Vì theo tỷ lệ đã cho, khối lượng đường và khối lượng mơ là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Vậy nên là x trên 1,5 sẽ bằng 10,8 trên 4. 10,8 trên 4 thì sẽ bằng 2,7, đúng không nào? Từ đó thì cô sẽ suy ra được x bằng 2,7 nhân 1,5 là bằng 4,05 đơn vị là kg nhé. Do đó, bác Lan cần dùng 4,05 kg đường. À mà đề bài lại nói rằng Bác Lan ước tính cần có nhiều nhất 3,5 kg đường để ngâm 10,8 kg mơ. Vậy là bác Lan đã ước tính sai. Đúng chưa nhỉ? Rồi, như vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong bài tập số 3. Và đây cũng là bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách